Chào anh em, nay thì mình là trên tay và giới thiệu cho anh em một cái ổ cứng SD Samsung, ổ cứng 810 EVO. Đây là mặt trước của nó, còn đây là mặt sau, 810 EVO 250GB. Thì tại sao mình làm cái video này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em. Trước kia thì mình định mua là một cái ổ SD Nexus 256GB mua trên Tiki. Nhưng mà khi mà mình nhận được hàng ấy, mình kiểm tra thì hàng bị lỗi và mình đã quyết định mình chuyển sang Samsung. Cái ổ Samsung này thì là ổ mà mình mua cũ anh em nhé, thì cũng mua online thôi. Giá cái ổ này mình mua là hơn 700.000. Thì cái ổ này là ổ lai lưu, nhưng mà khi mà mình kiểm tra thì cũng hơi thất vọng một chút. Cái độ hoàn thiện của nó chưa thực sự tốt anh em ạ. Đây anh em này. Đấy. Như anh em nhìn thấy thì cái mức độ hoàn thiện này. Đấy. Không biết anh em nhìn rõ không, nhưng mà rất là chán các cái đường cắt CNC của nó này. Đấy. Mình không biết là có phải hàng lỗi hay là hàng đổi trả hay là hàng OEM nữa. Nhưng mà nhìn cái chất lượng hoàn thiện rất là chán luôn. Đây anh em này, để mình gây gần hơn cho anh em xem nhé. Đấy. Nhìn rất là ọp ẹp. Mặc dù là cái này là bằng nhôm anh em ạ. Đấy. Mình nghĩ khả năng nhiều thì cái ổ cứng này là hàng fake. Nhưng mà chắc là phải test thì mới biết anh em ạ. Còn nhìn bên ngoài thì không thể đoán được. Tại vì mình nhìn anh em nhìn phông chữ này, phông chữ thì nó cũng không được thật cho lắm. Không sao, tí nữa mình sẽ test cho anh em xem. Với các bạn thì đây là một chiếc SD SATA. Thì trước kia thì mình cũng có làm một video chia sẻ về cái ổ SD 870 EVO này. Nhưng mà ổ cứng ở đấy là 500GB. Thời gian trước kia thì mình mua cái ổ cứng chính hãng, giá nó hơn 1 triệu cơ. Còn cái này thì mình mua hàng lai lưu thôi, giá nó dưới 1 triệu, hơn 700. Mình làm cái video này thì mục đích chỉ muốn chia sẻ cho anh em một số thông tin khi mà chọn mua SD. Thì anh em nên lưu ý là chọn mua những cái thương hiệu lớn ấy, nó sẽ đảm bảo hơn. Và đặc biệt là cũng nên chọn những cái cửa hàng phân phối đánh giá tốt thì cũng mua. Mặc dù nó đắt hơn một chút nhưng mà nó đảm bảo hơn. Tại vì khi mà anh em cóp dữ liệu vào đây rồi ấy, mà nó mất thì rất là tiếc. Đôi khi có tiền thì cũng không cứu lại được. Còn cái ổ cứng này thì nó hỏng thì anh em vẫn có thể mua được nhá. Có một số anh em thì hỏi là cái ổ cứng này thì lắp được như máy nào. Thì tiện đây mình cũng chia sẻ cho anh em. Một số anh em biết rồi thì thôi nhá. Còn mình sẽ chia sẻ cho anh em một số những cái thông tin và những cái cách mà chọn mua. Thì cái ổ SD SATA này thì anh em có thể lắp vào rất nhiều máy. PC cũng được, laptop cũng được. Nhưng mà có một số cái laptop đấy mới bây giờ ấy. Thì những cái netbook ấy thì nó bé thì không lắp được. Thường thường họ sẽ lắp M2. Nhưng mà thường thường là hầu hết những cái lắp đời cũ rồi đến bây giờ đời mới thì cũng đều lắp được cái ổ SATA này. Đấy. Về SATA này thì thấp nhất là có thì như của Samsung thì là thấp nhất là 250GB như cái EVO này này. Còn cao nhất thì nó là 1-2T. Nó có nhiều loại lắm. Ở một số hãng như Lexus hoặc là Kington hoặc là SanDisk, Giga cũng làm rất nhiều cái ổ SD này. Cái dung lượng thấp nhất mà một số hãng làm thì nó có thấp hơn cái này rất nhiều. Đấy, một số hãng làm ổ SD đâu đó tầm 120GB, 240GB cơ. Đấy, như Lexus trước mình mua ấy nó là 250GB. Nhưng mà nó có một số model thì nó cũng 120GB và 256GB, 240GB nhiều lắm. Rồi về các bạn thì mình chỉ muốn giới thiệu cho anh em về cái ổ Samsung 870 250GB thôi. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào trong cái chiếc PC của mình để test cho anh em xem nhé. Tiện mình chia sẻ cho anh em cái dòng này ấy, thì nó cũng tương đối tốt. Ngoài ra thì trên cái dòng này nó còn dòng Pro nữa cơ. Thì cái tốc độ đọc ghi nó cũng chỉ xấp xỉ, nó tầm khoảng 500 đến 550 mb thôi. Nhưng mà cái dòng Pro ấy thì cái số lượt đọc ghi nó nhiều hơn cái này. Mình không biết, không nhớ chính xác, nhưng mà cái này hình như đọc ghi được có 150 TB thôi. Đấy, cũng khá lớn. Ok, thì bây giờ mình sẽ lắp vào cái con laptop này em nhé. Rồi đây là cái con laptop của mình em nhé. Cái laptop này thì nó cũng cũ rồi. Con Dell Virtual i5 thế hệ thứ 3. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lắp cái ổ SD này vào trong con laptop này. Thì để lắp được thì anh em cần có một cái tua vít nhé. Mình tháo cái lắp này ra, tháo gốc ra. Đối với những cái dòng laptop như này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Thì anh em chỉ cần tháo cái lắp sau này ra là có thể thay được.
Đối với một số con máy thì anh em có thể lắp phía trên nhé, còn cái này thì mình lắp phía dưới. Đây thì tiện mình giới thiệu cho anh em này, thì đây là cái bên trong của cái laptop. Thông thường thì nó sẽ có một cái chứa một cái bên đấy, và đi kèm với nó thì là một số những cái phụ kiện nữa đấy. Thì mình làm cái video này thì chỉ muốn chia sẻ cho anh em một số những anh em chưa biết thôi nhé, còn những anh em nào là thợ hoặc là biết rồi thì thôi. Thì đây là cái main của nó anh em này. Đấy, trong đây thì nó có một con chip này, thì nó gốc này, ngoài ra thì quạt tỏa nhiệt này, rồi thì đây là hai cái RAM nữa, và đây là cái ổ cứng. Đấy, thì cái video này thì mình chỉ muốn chia sẻ cho anh em cách thay ổ cứng thôi. Thì mình sẽ tháo cái ổ cứng ra. Tại vì mỗi một dòng thì nó có cách bố trí linh kiện khác nhau anh em nhé. Thì cái con máy của mình thì nó cũng đầy cổ rồi, nên là nó cũng khá là đơn giản. Thực ra thì trong đây cũng có một cái ổ SD870 500G ở trước mình thay rồi, nhưng mà đây là tiện mình đảm bảo cái nhu cầu nó dùng không cao ấy, thì mình để mình tháo ra cho anh em xem. Đây, anh em tháo nó ra là xong. Đây em này, cái rắc của nó đây này. Đấy, thì anh em lấy nó ra là được. Đấy, thì đây chính là cái ổ Samsung của mình anh em nhé. Đây là cái rắc của nó. Một số các cái phiên bản trước ấy hoặc là sau này ấy, thì nó có thiết kế khác giống như cái RAM này, thì anh em có thể ấn ngàm vào đây. Nhưng mà cái này thì cũng lâu rồi nên là nó cũng hơi khác biệt một chút. Này, mình tháo nó, tiếp tục tháo nó ra. Thường thì nếu như mà anh em mà mua chạy Win ấy thì chắc chỉ cần khoảng 120GB đến 250GB là ok, chứ không cần nhất thiết là những cái ổ lớn. Tập trước kia thì mình cũng nói chung là cũng định mua để làm việc nhưng mà không ngoài lắm. Hiện đây mình chia sẻ cho nhân, đây là hai cái ổ cứng của mình. Thì đây là cái 500GB trước mình mua rất là chắc chắn đấy, còn đây là cái 250GB mình mới mua xong, đều là 870 anh em nhé. Đây là cặp tem nữa này, rất là xịn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thay vào đây. Thì cái việc thay nó cũng rất là đơn giản thôi, để anh em cứ lắp nó vào là được. Thì mình sẽ lắp cái này vào. Cái này thực ra nó cũng hơi mỏng manh một chút anh em ạ. Rồi, vậy là xong anh em nhé. Thì anh em lưu ý là khi mà anh em lắp ấy thì chú ý cái rắc này. Đấy, thì anh em ấn chặt nó vào. Nếu nó lỏng chập chờn thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến máy đấy. Sau rồi thì anh em lắp lại là xong nhé. Rồi, ok, vậy là xong rồi anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé.